Rồi, cho thầy được xin phép gửi lời chào đến các bạn học trò. Chúng ta cùng bắt đầu học buổi thứ hai dành cho chương trình toán chính 2K10. Tối ngày hôm nay thầy trò chúng ta sẽ giải quyết phần số 2 của bài 1, có nghĩa là thầy trò chúng ta sẽ học tiết 2 bài 1 nằm trong sách Kết nối tri thức của cuộc sống. Thì như ở tiết rồi thì thầy trò chúng ta đã được học thế nào là phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi, bây giờ thầy trò chúng ta cùng ôn lại một tí về phương trình bậc nhất hai ẩn. Thứ nhất, phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng là AX cộng BY bằng C. Và điều kiện là gì? Điều kiện của phương trình bậc nhất hai ẩn là gì? Là A khác 0 hoặc B khác 0. Nói nôm na có nghĩa là A và B không được đồng thời cùng bằng 0. Được chưa? A và B không được đồng thời cùng bằng 0. Nếu như A và B đồng thời cùng bằng 0 cùng một lúc thì đó không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi, bây giờ tiết học thứ hai này thì thầy trò chúng ta sẽ học hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi, đầu tiên chúng ta nhìn thấy như sau. Trong hoạt động 1 và hoạt động 2, bài toán mở đầu dẫn đến có phương trình bậc nhất hai ẩn, có hai phương trình bậc nhất hai ẩn là x cộng y bằng 17 và 3x cộng 10y bằng 100. Để giải bài toán, ta cần tìm giá trị xy đồng thời thỏa mãn cả hai phương trình này. Khi đó ta lập hệ phương trình. Đây, cái này gọi được là hệ phương trình nè, được chưa? Có một cái dấu ngoặc nhọn rồi ghi cái phương trình bậc nhất hai ẩn thứ nhất ở trên, phương trình bậc nhất hai ẩn ở dưới. Đây được gọi là hệ phương trình. Rồi, một cách tổng quát, ta có khái niệm như sau. Mỗi cặp gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn AX cộng BY cộng C. Rồi, ở đây thầy xin phép được trích lại cho chúng ta hình dung nè. Hệ phương trình nè, hệ phương trình, được chưa? Hệ phương trình ở trên là AX cộng BY cộng C và A phẩy X cộng B phẩy Y bằng C phẩy. Số đi, số đi. Các bạn cảm ơn mến nha. AX cộng BY bằng C và A phẩy X cộng B phẩy Y bằng C phẩy. Đây được gọi là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Được chưa? Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi. Mỗi cặp số x không, y không được gọi là nghiệm của hệ nếu nó đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình của hệ. Có nghĩa là nếu như bài toán này mình tìm ra được một nghiệm, cái nghiệm đó khi nào nó là nghiệm của hệ phương trình, khi nó thế vào hệ, nó thế vào phương trình bậc nhất hai ẩn ở trên cũng thỏa, mà nó thế vào phương trình bậc nhất hai ẩn ở dưới cũng thỏa. Một chút nữa sẽ vô bài tập chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Thì lúc đó cái cặp x không y không nó được gọi là nghiệm của hệ này, được chưa? Rồi, các bạn lưu ý nha, đây là tiết thứ hai nha, tiết thứ hai. Rồi, bây giờ chúng ta vào ví dụ số 4. Bạn nào chưa rõ thì chúng ta có thể xem lại tiết số 1. Trong các hệ sau, hệ nào không phải là hai hệ hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn vì sao? Trong các hệ sau, hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn vì sao? Đầu tiên, câu A. Đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Bởi vì dòng trên nó thỏa, dòng dưới nó cũng thỏa nên nó được gọi là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đây, câu này là không thỏa. Không thỏa tại sao? Bị cái phương trình phía dưới nè. 0x cộng 0y bằng 1. A nó bằng 0 và B nó cũng bằng 0. Có nghĩa là A và B cùng bằng 0 cùng một lúc. Nên cái phương trình phía dưới này không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn. Dẫn đến nguyên cái hệ này cũng không phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Chúng ta lưu ý nha, chỉ cần một cái không thỏa thì cả hai cái đều không thỏa luôn. Tiếp tục nữa, hệ này thỏa. BY ở trên là phương trình bậc nhất hai ẩn, ở dưới cũng là phương trình bậc nhất hai ẩn. Các bạn lưu ý, phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng AX cộng BY bằng C với điều kiện là A khác 0 hoặc B khác 0.
lưu ý chỗ này giúp cho thầy được chưa? Rồi ổn nha, tiếp tục hay tiếp tục. Rồi ở đây họ cũng giải nè, hệ B không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn, vì phương trình thứ hai có hệ 0x cộng 0y bằng 1 không phải là phương trình bậc nhất hay ẩn, giống như thầy giải thích ha. Cái hệ thứ hai nè, nó không thỏa mãn điều kiện của phương trình bậc nhất hay ẩn, nên dẫn đến cái hệ này không phải là hệ phương trình bậc nhất hay ẩn, được chưa? Rồi được ha, được ha. Tiếp tục nữa, giải thích tại sao cặp số 1, 2 là nghiệm của hệ phương trình này. Vậy để cái cặp số 1, 2 này là nghiệm của hệ phương trình khi nào? Khi nó là nghiệm ở trên và nó cũng là nghiệm ở dưới, được chưa? Vậy chúng ta lấy cái cặp số 1, 2 này chúng ta thế vào ở trên, thử coi nó thỏa không? Rồi chúng ta thế vào ở dưới, thử coi nó thỏa không? Nếu như thế vào cả hai cùng thỏa thì nó là nghiệm của hệ phương trình. Rồi người ta thế như sau. Đầu tiên là người ta thế x bằng 1, y bằng 2 vào cái hệ ở trên. Các bạn lưu ý, x đứng ở đằng trước, y đứng ở đằng sau, được chưa? X ở đằng trước, y đứng ở đằng sau. Rồi chỗ nào chữ x người ta thế bằng con số 1 nè, 2 nè, 2 nhân x nè, 2 nhân 1 là thấy chưa? Chỗ nào chữ x người ta thấy bằng con số 1. Chỗ nào chữ y, chỗ nào chữ y người ta thấy bằng con số 2. Và sau đó người ta rút gọn là 2 nhân 1 trừ 2 bằng 0, đúng. Thấy chưa? 2 nhân 1 trừ 2 bằng 0, đúng. Đúng. Vậy suy ra được cái cặp này là nghiệm của phương trình thứ nhất. Được ha? Rồi, phương trình thứ hai, chỗ nào chữ x người ta cũng thế bằng con số 1 vào, chỗ nào chữ y người ta cũng thế bằng con số 2 vào, và người ta ra được 1 cộng 2 bằng 3, đúng. Nên từ đây suy ra được 1, 2 là nghiệm của phương trình thứ hai. Vậy ở đây nói cách khác, cái nghiệm này nó vừa là nghiệm của phương trình bậc nhất thứ nhất, nó vừa là nghiệm của phương trình thứ hai, nên nó là nghiệm của cả hệ phương trình, được chưa? Nó vừa là nghiệm của phương trình bậc nhất hay ẩn thứ nhất, nó là vừa là nghiệm của phương trình bậc nhất hay ẩn thứ hai, nên nó được gọi là nghiệm của cả hệ phương trình. Chúng ta lưu ý ha, các bạn học trò đang theo dõi buổi live stream chương trình toán chính dành cho 2K10. Lịch live là được diễn ra vào ngày thứ hai hàng tuần lúc 12 giờ trưa và lúc 21 giờ tối. Chúng ta lưu ý giúp thầy. Rồi bây giờ người ta chú ý một vấn đề như sau. Cho ví dụ 5, cặp số 1, 2 là nghiệm của hệ phương trình đã cho, có nghĩa là điểm M tọa độ 1, 2 vừa thuộc đường thẳng D1 vừa thuộc đường thẳng D2. Vậy M là giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2. Vậy có nghĩa là gì nè? Có nghĩa là đây nè, đường thẳng D1 nè, 2x nè, đây là đường thẳng D1 nè, đây là đường thẳng D2 nè. Khi mà mình biểu diễn hai đường thẳng đó trên hệ trục tọa độ OXY, mình biểu diễn đường thẳng đó trên trục hệ trục tọa độ OXY thì mình thấy được hai đường thẳng này cùng cách nhau tại một điểm. Và cái điểm này nè có tọa độ là 1, 2, được chưa? Đó. Vậy đây được cũng được gọi là nghiệm, được chưa? Đây là nghiệm của hệ phương trình và nó cũng là giao điểm của hai đường thẳng khi được vẽ trên hệ trục tọa độ OXY. Được ha? Các bạn lưu ý nha, tối ngày hôm nay thì thầy có hai nhiệm vụ. Một là từ 21 giờ tới 22 giờ thì thầy sẽ dạy chương trình hè cho các bạn học sinh lớp 9 2K10. Còn từ 22 giờ cho đến sáng thì thầy sẽ dạy giải đề thi tuyển sinh vòng 10 tỉnh Lai Châu. Các bạn học trò lưu ý để chúng ta có thể học tập tốt trong buổi học tối ngày hôm nay. Rồi. Được chưa? Rồi. Bây giờ vô bài luyện tập số 3. Trong hai cặp số thứ nhất và cặp số thứ hai, cặp nào là nghiệm của hệ phương trình? Vậy ở đây, thứ nhất, mình thế vô nha. Chỉ cần cả hai cái cùng thỏa thì thế vô. Đầu tiên nè, chúng ta thế cặp số thứ nhất trước.
ta thế ít bằng 0. Được chưa? Y bằng trừ 2. Nó vào hệ phương trình. Hệ phương trình. Thì thứ nhất, 0 thế vào x. Nè, x trừ 2y nè, bằng 4 nè. Được chưa? Mình thế vô nè, thế vô nè. X mình thế bằng con số 0. Trừ 2 ghi lại. Y mình thế bằng con số trừ 2. Và kết quả nó ra bằng 4. Đúng hay sai? Đúng. Đúng nè, đúng. Vậy cái nghiệm này nè, 0, 2, 0 trừ 2 nè, là nghiệm của phương trình thứ nhất. Rồi tiếp tục vô cái phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai là 4x cộng 3y bằng 5. Rồi mình thế vô nha, thế vô. 4 nhân 0, được chưa? 4 nhân 0 cộng 3 nhân mấy? 3 nhân cho trừ 2. Kết quả bằng 4, đúng hay sai? Chúng ta xem nó coi. 4 nhân 0 cộng 3 nhân trừ 4 bằng 5. Sorry, sorry, con số này con số 5 nha. Số 5. 4 nhân 0 cộng 3 nhân trừ 2 bằng 5. Cái này là sai. Đúng chưa? Sai. Vậy là ở đây chúng ta thấy được, khi chúng ta thế cái cặp số thứ nhất x bằng 0, y bằng trừ 2 vào, thì một cái thì thỏa, một cái thì không thỏa. Nên ở đây mình kết luận, vậy 0 trừ 2 không phải là nghiệm của hệ phương trình. Được chưa? Mình thế vào mà hai cái cùng thỏa thì nó mới là nghiệm. Còn mình thế vào mà một trong hai cái có một cái không thỏa thôi là nó không phải là nghiệm liền. Rồi, buổi live stream ngày hôm nay thì đến thời điểm này thầy cũng rất mong muốn được biết thì kia là bao nhiêu bạn đang là học sinh lớp 9 2K10. Chúng ta bình luận cái nào? Ai là học sinh lớp 9 2K10? Chúng ta bình luận một cái để thầy nắm được thông tin là hiện tại kinh tuổi học trò của thầy được tập hợp được bao nhiêu bạn rồi. Rồi, cảm ơn các bạn học trò rất nhiều nha. Chúng ta ủng hộ thầy một follow và các bạn học trò nhớ giúp tim giúp thầy một lượt tim nha. Xem như đây là món quà tinh thần mà các bạn học trò gửi tặng cho kinh tuổi học trò cũng như là thầy Trọng ngày hôm nay. Một lần nữa chúc các em có một năm học thật là thành công nha. Rồi tiếp tục. Ý thứ hai, trừ 2 trừ 1 nè, 2 trừ 1 nè, đầu tiên nè. Ta thế x bằng 2, y bằng trừ 1 vào hệ phương trình. Rồi phương trình thứ nhất nha, phương trình thứ nhất là x trừ 2y bằng 4. Mình thế vô 2 trừ 2 nhân trừ 1 bằng 4. Đúng hay sai? Đúng. Hợp lý nha, đúng. Tiếp tục nữa, 4x cộng 3y bằng 5. Mình thế vô 4 nhân 2 cộng 3 nhân trừ 1 bằng 5. Đúng hay sai? 8 trừ 3 bằng 5. Đúng. Vậy ở đây cả hai dòng đều đúng cả. Vậy mình kết luận, vậy 2 trừ 1 là nghiệm của hệ phương trình. Được chưa? Dễ hiểu không các bạn thông báo? Các bạn bình luận giúp thầy một cái nào dễ hiểu không? Chúng ta sẽ học từ từ. Các bạn học trò thân mến nè, chúng ta đang được học trực tiếp trên sách giáo khoa. Ngày hôm nay thì chúng ta đang học được học sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ được học sách cánh diều hoặc là chân trời sáng tạo. Thì dựa vào cái lượt bình luận của các bạn học trò thì thầy sẽ like sách cánh diều hay là chân trời sáng tạo trước. Các bạn học trò lưu ý nha. Rồi, còn ngày hôm nay thì chắc chắn 100% là chúng ta đang được học sách kết nối tri thức của cuộc sống. Nhưng điều có một điều thầy đảm bảo các bạn học trò là dù cho chúng ta học sách nào đi chăng nữa thì thầy cũng đều like đầy đủ theo từng bài trong sách để cho các bạn học trò tiện học trong hè. Việc học like như thế này có thể giúp cho các bạn học trò hình thành trước những cái kỹ năng học tập để giúp góp phần cho chúng ta học tốt trong năm học sắp tới. Các bạn học trò nhớ đu theo kinh tuổi học trò của thầy để học trọn bộ một năm nha. Rồi tiếp theo,
Xem xét bài toán cổ ở tình huống đầu bài. Gọi x là số cam, y là số quýt cần tính. X y thuộc n sao? Ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi, cái bài thơ đầu bài các bạn, ở đây thầy xin phép đọc cái bài thơ đầu bài lại một lần nữa cho các bạn học trò nào chúng ta chưa được xem tiết 1, chúng ta có thể nghe nè. Quýt cam 17 quả tươi đem chia cho 100 người cùng vui. Thì có nghĩa là gì? Quýt cam 17 quả tươi là tổng số quýt và tổng số cam á cộng lại á là bằng 17. Thì đây có được cái điều này nè, x cộng y bằng 17 nè. Rồi, x là cam nè, y là quýt nè, chưa? X cộng y là bằng 17 quả. Chia 3 mỗi quả quýt rồi, có nghĩa là mỗi quả quýt được chia làm 3 để nhiều lên. Chia ở đây được gọi là hành động chứ không phải là phép chia. Có nghĩa là chia mỗi quả quýt ra làm 3, có nghĩa là giúp cho cái quả quýt này số lượng quýt nó nhiều lên. Thì có nghĩa là 3 gì? Quýt là y, thì có nghĩa là 3y. Tiếp tục nữa, còn cam mỗi quả chia 10 vừa sinh, vậy là số cam sẽ được nhân lên gấp 10 lần, được chưa? Đây, cam là x, 10x. Trăm người trăm miếng một lần, vậy là có nghĩa là sau khi cái hành động chia đó, chúng ta sẽ được tổng cộng là 100 miếng đem chia cho 100 người, được chưa? Vậy là 3y cộng 10x bằng 100. Nó là dựa vào cái bài thơ đó mình lập được hệ phương trình như thế này. Được ha? Rồi, tiếp theo. Họ kêu mình làm gì nữa đây? Đây. Trong hai cặp số, cặp nào là nghiệm của hệ phương trình? Từ đó cho biết một phương án về số cam và số quýt thỏa mãn yêu cầu của bài toán cổ. Rồi, vậy cái câu này nó tương tự như câu trên. Để mình biết được cái nào là cặp số nghiệm của hệ phương trình này thì mình thế lần lượt vô, được chưa? Hồi nãy mình làm sao thì bây giờ mình thế lần lượt vô như vậy. Rồi, chúng ta cùng làm nha. Đầu tiên, ta thế x bằng 10, y bằng 7 vào hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là x cộng y bằng 17. Thì khi mình thế vô, mình sẽ ra được là 10 cộng 7 bằng 17. Đúng. Dòng thứ nhất đúng rồi. Tiếp tục nữa. Dòng thứ hai là 10x cộng 3y bằng 100. Mình thế vô 10 nhân 10 cộng 3 nhân 7 bằng 10 nhân 10 bằng 100 à. Kết quả đây là 100 đúng không? Cái này sai. Đúng chưa? Cái này thì sai rồi. Nè. 10 nhân 10 bằng 100, 3 nhân 7 bằng 21 rồi. 121 sao bằng 100 được? Sai. Vậy cái này không phải rồi. Vậy 10 7 không phải là nghiệm của hệ phương trình. Chúng ta đang học theo kiểu tư duy chứ không phải là chúng ta đang học theo kiểu là bấm máy tính. Khi chúng ta giỏi rồi, khi chúng ta sôi rồi, khi chúng ta đủ đẳng cấp rồi, khi mà chúng ta siêu whip bờ rồ rồ mắt bờ lết rồi, thì khúc đó chúng ta sẽ được làm nhanh. Còn hiện tại là các bạn đang được học từng bài của sách giáo khoa để góp phần giúp cho các bạn học trò hình thành nên cái kỹ năng tính toán. Nên chúng ta đừng có vội vàng ha, học từ từ, học tới đâu hiểu tới đó, chứ đừng có học theo kiểu nhảy bước nha. Các bạn học trò lưu ý, chương trình mới là như vậy, chúng ta phải học cẩn thận từng ly từng tí thì chúng ta mới hiểu bài được. Còn các bạn mà học nhảy bước là các bạn bị tiêu nha, lưu ý với thầy. Rồi, tiếp tục tới cặp thứ hai là 70. Ta thế x bằng 7, y bằng 10 vào hệ phương trình, được chưa? Vào hệ phương trình. Rồi, đầu tiên nè, x cộng y nè bằng 17 nè. Phương trình thứ nhất nha, x cộng y bằng 17. Suy ra được 7 cộng 10 bằng 17. Đúng. Thứ hai, 10x cộng 3y bằng 100. Thế vô 10 nhân 7 cộng 3 nhân 10 bằng 100. Bây giờ cũng đúng nè.
Đúng chưa? Đúng luôn. Vậy là hai cái đều đúng cả. Kết luận. Vậy cái cặp 70 là nghiệm của hệ phương trình. Được chưa? Nghiệm của hệ phương trình. Rồi xong. Vậy là ở đây người ta hỏi là cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình trên? Mình đã tìm được rồi. Từ đó cho biết được phương án về số cam và số quýt thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Vậy số cam là gì các bạn thân mến? Số cam là gì? Ở đây không có mũ nha. Số cam, cam là gì? Cam là x. X là bao nhiêu? X là mấy? X là 7. Vậy là số cam là 7 quả. Số quýt. Quýt là gì? Quýt là gì đây? Quýt là y. Y là bao nhiêu? Y là 10. 10 quả. Rồi, ổn ha. Vậy là học tới đây chúng ta hiểu được cái gì rồi? Hiểu được thế nào là nghiệm của hệ phương trình. Được chưa? Chúng ta học được thế nào là hệ hai phương trình bậc chất hay ẩn. Ha, nhớ nha, nhớ nha. Ở tiết học hồi trưa này thì chúng ta được học, chúng ta sẽ hiểu được thế nào là phương trình bậc nhất hay ẩn. Còn tiết học tối ngày hôm nay thì chúng ta được học thế nào là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn và thế nào là nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Rồi đến thời điểm này các bạn học trò nắm được vấn đề này chưa? Được chưa các bạn học trò thân mến? Được chưa? Nắm được sơ lược cái vấn đề này chưa? Nhớ nha. Rồi, bắt đầu vô nha. Tiếp tục, tiếp tục. Cố lên, cố lên. Rồi, bây giờ thầy trò chúng ta cùng vô bài tập. Đây là cơ hội để cho các bạn học trò nào mà chúng ta hồi trưa này chưa xem được tiết live hồi trưa. Đây là cơ hội để cho các bạn học trò có thể xem được tiết live tối ngày hôm nay. Xem buổi tối ngày hôm nay cũng có thể hiểu được tiết live stream trưa ngày hôm nay. Rồi, bây giờ một lần nữa, các bạn ơi, chúng ta nhấn vào màn hình xem như đây là một hành động ủng hộ tinh thần cho thầy. Một like, một chia sẻ, một đăng ký, ủng hộ kênh thầy một cái nào. Một lần nữa, xin long trọng kính mời và kính mời. Các bạn học trò lưu ý, lịch live stream chương trình toán chính dành cho 2K10 một tuần sẽ được diễn ra một ngày vào ngày thứ hai lúc 12 giờ trưa và lúc 21 giờ tối. Sau khi buổi live stream này kết thúc sẽ được đăng lại trực tiếp trên nền tảng Du tuổi học trò, được đăng lại vào ngày thứ ba, ngày thứ tư lúc 19 giờ, tức là video live stream hồi trưa này sẽ được đăng lại vào tối ngày mai lúc 19 giờ trực tiếp trên nền tảng Du tuổi học trò. Video live stream vào bây giờ tức là 21 giờ sẽ được đăng lại vào tối ngày thứ tư lúc 19 giờ. Khi các bạn theo dõi lại buổi phát live ở trên Du thì các bạn nhớ để ý cái phần bình luận. Dưới phần bình luận có thầy có ghi một dòng tin nhắn ghi rõ về cách để có thể tham gia nhóm học live để cập nhật được lịch live một cách chính xác nhất. Và các bạn lưu ý là chúng ta đang học hè trên nền tảng TikTok của học trò, là chúng ta đang được học miễn phí và chúng ta sẽ được học kiến thức trực tiếp trong sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, cánh diều và kết nối tri thức và cuộc sống. Nên các bạn chỉ cần chuẩn bị sách giáo khoa là chúng ta có thể học được rồi. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ thầy trò chúng ta bắt đầu vào bài tập. Thứ nhất, phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hay ẩn? Nhắc lại một lần nữa, phương trình bậc nhất hay ẩn có dạng AX cộng BY bằng C. Trong đó A khác 0 hoặc B khác 0. Có nghĩa là A và B không được đồng thời cùng bằng 0 một lúc. Vậy ở đây A khác 0, B cũng khác 0. Đây chính là phương trình bậc nhất. Được chưa? Bậc nhất hay ẩn. A khác 0, B bằng 0. Đây cũng là phương trình bậc nhất hay ẩn. A bằng 0, B bằng 0.
Đây không phải là phương trình bậc nhất hay ẩn. A bằng 0, B khác 0, đây cũng là phương trình bậc nhất hay ẩn. Vậy chỉ có duy nhất một mình câu C không phải là phương trình bậc nhất hay ẩn mà thôi. Còn A, B và D đều là phương trình bậc nhất hay ẩn cả. Được chưa? Lưu ý chỗ này cho thầy. Chỉ cần lưu ý một điều là A và B không được đồng thời bằng không cùng một lúc. Rõ chưa? Rõ hen. Rồi, tiếp tục nữa. Người ta kêu mình điền giá trị thích hợp vào dấu chấm hỏi trong bảng sau, rồi cho biết 6 nghiệm của phương trình này. Đầu tiên, ở đây, x bằng trừ 1, thế vô 2 nhân trừ 1, trừ 1, kết quả sẽ bằng trừ 3, điền vô đây, trừ 3. Và chúng ta được nghiệm đầu tiên đó là trừ 1, trừ 3. Tiếp tục nữa, trừ 0,5, thế vô đây 2 nhân trừ 0,5, trừ 1. 2 nhân trừ 0,5 thì bằng trừ 1. Trừ 1, trừ 1, kết quả bằng trừ 2, điền vô đây, trừ 2. Vậy nghiệm thứ 2 là trừ 0,5, trừ 2. Tiếp tục nữa, x bằng 0, thế vô đây 2 nhân 0 trừ 1, kết quả bằng trừ 1, điền trừ 1 vô đây. Chúng ta được nghiệm thứ 3 là 0 trừ 1. Chúng ta lưu ý, chúng ta ghi x trước y sau. Nhớ nha, nhớ ghi x trước y sau. Tiếp tục nữa, 0,5, 2 nhân 0,5 trừ 1, kết quả chỗ này sẽ ra được bằng 0. Điền con số 0 vô đây, chúng ta sẽ ra được là 0,5 và 0. Được không? 1, thế vô đây 2 nhân 1 trừ 1, kết quả bằng 1. Điền con số 1 lên đây, chúng ta được nghiệm 1, 1. Tiếp tục nữa, 2, thế vô 2 nhân 2 trừ 1 bằng 3. Điền con số 3 vô đây, vậy ở đây chúng ta ra được nghiệm 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta vừa hoàn thành xong cái bảng và chúng ta vừa cho biết 6 nghiệm của phương trình này rồi. Đây, 6 nghiệm của phương trình. Tổng cộng này là 6 nghiệm. Ổn ha? Khá là đơn giản. Trời đất ơi, 2K10 nó thông minh dữ lắm đấy thân mến. 2K10 với cái này là chuyện nhỏ đối với nó cơ thân mến. Không có gì mà khó khăn cả. Được không? Được không? Ổn không? Bình luận một bạn đại diện bình luận cái nào? Bình luận chữ ổn một cái cho mừng cái nào. Ổn ha. Rồi tiếp tục. Tới đây người ta kêu mình viết nghiệm tổng quát của phương trình đã cho. Thì ở đây mình có nè. Ở đây là cái phương trình họ cho nè, câu B nè, họ cho phương trình nè, phương trình ha, phương trình là 2x trừ y bằng 1. Sau đó chúng ta giữ y lại. 2x trừ y bằng 1 thì mình dễ dàng ra được là y bằng gì? Y bằng 2x trừ 1. Rồi, bây giờ chúng ta viết nghiệm tổng quát nè. Nghiệm tổng quát của phương trình, các bạn mở ngoặc tròn ra, các bạn ghi x chấm phẩy 2x trừ 1, được chưa, với x thuộc R tùy ý, được chưa, x thuộc R tùy ý. Cái này mà bạn nào có xem livestream hồi trưa là ngon à. Bạn nào mà có xem được xem livestream hồi trưa là các bạn sẽ hiểu được cái cách viết cái nghiệm tổng quát của phương trình. Còn bạn nào mà hồi trưa này chưa có dịp xem livestream á thì các bạn học trò hơi ổn ổn một tí nè. Hồi trưa chúng ta đã có từng ghi cái kiểu này rồi, thấy không nè. Này. Thấy chưa, thấy chưa? Hồi trưa chúng ta đã từng ghi cái kiểu này nè. X nè, trừ 0,5x cộng 1,5 nè. Rồi với y thuộc R nè, tùy ý nè, đây được gọi là nghiệm tổng quát.
cái cách ghi của nó được gọi là nghiệm tổng quát. Được ha. Rồi, nhớ nha. Vậy là muốn tìm nghiệm tổng quát thì có hai cách. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn học trò hai cách luôn nè. Nghe này nha. Đây là cách 1 nè, cách 1 nè. Cách thứ nhất, nghe kỹ để hiểu. Giữ ý lại những gì không liên quan chuyển qua. Rồi, vậy nghiệm tổng quát là gì? Đầu tiên, các bạn giữ y thì cái đầu tiên các bạn ghi x. Cái nghiệm thì nó có tọa độ là xy nè, xy nè, được chưa? Cái nghiệm thì nó có tọa độ là xy. X các bạn ghi lại. Y, y là gì? Đây, y là cái này, các bạn điền vô đây là y. Được chưa? Vậy là với mọi giá trị x thì cái anh y nó sẽ thay đổi theo. Vậy nên mình nói là với mọi x thuộc R thì ấy. Còn cách thứ hai nè, cách hai nè. Cách hai là các bạn không thích giữ y mà có số bạn lại thích giữ x. Rồi, giữ x thì giữ x luôn. Giữ x lại ha. X bằng nè 1 trừ y nè là chuyển qua là 1 cộng y đúng nè. Trừ y chuyển qua thành cộng y nè, 1 cộng y nè. Đang nhân 2 nè, chuyển qua thành chia 2 nè. Được chưa? Ở trên đây, cách thứ nhất là mình giữ y, cách thứ hai là mình giữ x. Vậy là khi giữ x thì mình sẽ viết như này nè. Nghiệm tổng quát của phương trình, mở ngoặc ra, y nè, ghi này vô, 1 cộng y phần 2 với y thuộc R tùy ý. Được chưa? Hai cách ghi nào cũng đúng cả. Cách ghi này là ghi y theo x, cách ghi này là ghi x theo y. Được chưa? Ghi theo cách nào cũng đúng cả. Các bạn học trò lưu ý điều này giúp thầy. Được ha. Rồi, tiếp theo nữa. Viết nghiệm có nghĩa là người ta kêu mình viết nghiệm tổng quát. Biểu diễn hình học. Hồi trước có làm rồi, đúng nè, bây giờ thầy trò chúng ta làm. Làm kỹ nha, làm lại nè. Câu A nè. 2x trừ y bằng 3. Giữ y lại nè. Chuyển qua nè. 2x trừ 3 nè. Viết nghiệm nè. Vậy nghiệm tổng quát của, ở đây thầy ký hiệu là D1 đi ha, D1 đi. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình D1 là, mở ngoặc ra, x chấm phẩy 2y trừ 3 với mọi x thuộc R tỷ ấy. Được chưa? Với mọi x thuộc R tỷ ấy. Xong cái phần viết nghiệm. Bây giờ tới phần biểu diễn hình học. À, xong cái phần viết nghiệm rồi, tới phần biểu diễn hình học nè. Lấy hai nghiệm thuộc D1. Được chưa? Lấy hai nghiệm thuộc D1. A tọa độ nè. Bây giờ các bạn cho nè nha. Các bạn cho x là một con số bất kỳ. À, ví dụ ở đây các bạn học trò cho x bằng 0. X bằng 0. Thì y bằng mấy các bạn thân mến? Y bằng trừ 3. Đúng chưa? X bằng 0 thì y bằng trừ 3. Tiếp theo nữa, lấy điểm B. Điểm B bây giờ các bạn cho y bằng 0. Y bằng 0 thì x bằng nhiêu? Bằng 3/2. Đúng chưa? Y bằng 0 thì x bằng 3/2. 3/2 nè. Đó. Rồi, lấy hai nghiệm thuộc D1. Được chưa? Lấy hai nghiệm thuộc cái D1 này. Đầu tiên các bạn có thể cho x là một con số bất kỳ, các bạn suy ra y, hoặc các bạn có thể cho y là một con số bất kỳ để suy ra được x. Rồi, sau đó chúng ta tiến hành vẽ đồ thị. Để thầy kiếm kích thước coi. Y, x, góc tọa độ thì chia bằng tay cho nó nhanh nha. Còn khi đi học các bạn nhớ chia bằng thước các thân mến nha. Đừng có bắt chước thầy nha. Ông thầy làm biến quá trời làm biến đi.
Đầu tiên, điểm A có tọa độ là 0, trừ 3, trừ 1 nè, trừ 2 nè, trừ 3 nè. Đây là vị trí trừ 3 nè. Đây là tọa độ của điểm A nè. Được chưa? 0, trừ 3. B, 3 phần 2, 0. 3 phần 2 tức là 1,5 ha. 1,5 nè. 3 phần 2 nè. Đây là tọa độ điểm B nè. Rồi, đặt cái thước qua hai điểm này. Rồi, ghi cái đường thẳng D1 lên. D1 2x trừ y bằng 3. Xong câu A. Được chưa? Được ha. Các bạn học trò lưu ý nha. Xong câu A. Vậy là đầu tiên bài toán người ta kêu mình tìm nghiệm thì mình viết nghiệm tổng quát. Người ta kêu mình vẽ biểu thị, biểu diễn hình học thì có nghĩa là mình lấy hai điểm thuộc cái gì? Thuộc cái phương trình bậc nhất thay ẩn này. Rồi sau đó mình xác định nó trên tọa độ, rồi mình vẽ nó trên hệ tọa độ là xong. Ổn ha. Rồi, tiếp tục nữa. Thầy có đăng lại không? Có chứ. Thầy có đăng lại vào 19 giờ ngày mai. Và nói chung là thầy sẽ đăng lại vào lúc 19 giờ ngày thứ ba và ngày thứ tư. Các bạn học trò hoàn toàn có thể xem lại. Rồi, câu B nè. 0x cộng 2y bằng trừ 4. Chỗ này 0x là bằng 0 rồi. Vậy y bằng bao nhiêu? Y bằng trừ 2. Đúng chưa? Một lần nữa nghiệm tổng quát nè. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình D2. Đây thì ký hiệu đây là D2 ha. Phương trình D2 là mở ngoặc ra x trừ 2, y nó có cái gì thì ghi lại hết cái đó, được chưa? Trừ 2 với mỗi x thuộc r tùy ý, được chưa? Với mỗi x thuộc r tùy ý. Xong nghiệm tổng quát. Tiếp theo vẽ đồ thị nè, lấy hai nghiệm thuộc D2. Đầu tiên hồi nãy AB đúng không nè, bây giờ chúng ta tới CD đi. C, mình cho x là một con số bất kỳ, ví dụ như x bằng 0 thì cũng ra được y bằng trừ 2. Rồi tiếp tục nữa, mình cho x bằng 1 thì cũng ra y bằng trừ 2. Được chưa? X bằng mấy đi chăng nữa thì y nó cũng bằng trừ 2 mà thôi. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình vẽ nè. X nè, y nè, rồi góc tọa độ nè, 0 trừ 2 nè, trừ 2 nè, đây là C nè, 1 trừ 2 nè, nói xuống nè. Rồi, 1 trừ 2 nè, đây tính là điểm D nè. Rồi đặt cái thước đi qua hai điểm đó. Được chưa? Rồi ghi lên. D2 0x cộng 2y bằng trừ 4. Rồi, xong một cái. Được ha? Nhớ nha. Xong một cái. Hiểu không các bạn mến? Hiểu không? Nó có phơm gì cứ làm tới gì đó. Có phơm gì cứ làm nhiêu đó, làm tới hoài vậy đó. Được ha. Rồi, tiếp tục nữa. Câu này, câu C. 3x cộng 0y bằng 5. Tiếp tục, 3x bằng 5. Tiếp tục, x bằng 5 phần 3. Vậy là bài toán này là có x, đúng chưa? Vậy là mình sẽ ghi y theo. Hồi nãy mình ghi cái nghiệm tổng quát là có chữ x không à. Bây giờ nghiệm tổng quát là nó liên quan đến anh y nè. Vậy nghiệm tổng quát của này thì ký hiệu D3 ha, của D3 là x là 5 phần 3, ghi 5 phần 3 vô.
y phía sau. Được chưa? 5 phần 3 y với mọi y thuộc R tùy ý. Được chưa? Với mọi y thuộc R tùy ý. Rồi tiếp tục nữa. Ra được nghiệm tổng quát rồi. Tiếp tục. Lấy hai nghiệm thuộc D3. Rồi, hồi nãy CD đúng nè. Bây giờ chúng ta chơi tới MN đi. MN. Rồi, bây giờ các bạn cho nè. Y nè, ha, ở đây nè. X nè, X lúc nào nó cũng bằng 5 phần 3 cả. X lúc nào nó cũng bằng 5 phần 3 cả. Ở đây X nó lúc nào cũng bằng 5 phần 3 cả. Rồi, bây giờ Y bằng mấy nè? Y bằng 0 nè. Y bằng 1 nè. Không tin các bạn cứ thấy vô. Y bằng 0 thì x cũng bằng 5 phần 3. Y bằng 1 thì x cũng bằng 5 phần 3. Nên là có bạn mới bình luận hỏi thầy là tại sao D tọa độ là trừ 1, 2. Bạn cứ thế x bằng trừ 1. X bằng 1 vô nghe phải D bằng trừ 2 không? Đây, trở lại nè. Mình tưởng tượng nè, lúc bao giờ luôn luôn y luôn luôn bằng trừ 2 đúng không nè? Y luôn luôn bằng trừ 2. Lúc nào y cũng bằng trừ 2 cả. X bằng 1, x bằng 0, thế vô đây thì y cũng bằng trừ 2. X bằng 1, thế vô đây thì y cũng bằng trừ 2. X bằng 100, thế vô y cũng bằng trừ 2 luôn. Được chưa? Y nó luôn luôn bằng trừ 2. Còn trong trường hợp này, x nó luôn luôn bằng 5 phần 3. Y bằng bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn luôn luôn là bằng 5 phần 3 mà thôi. Rồi tiếp tục vẽ ra. Năm phần ba là chưa được hai đúng không nè, gần hai thôi. X nè, y nè, không nè, một nè, hai nè, ba nè, một nè, hai nè, ba nè. Rồi đầu tiên nè, không năm phần ba nè, năm phần ba là gần hai đúng không nè. Rồi đây là năm phần ba nè. Rồi đây là điểm M nè. Điểm này. Rồi 1 5 phần 3 nè. 1 nè. 5 phần 3 nè. Nó lại nè. Kéo xuống nè. Rồi điểm này nè. Chính là điểm N nè. Được chưa? M là điểm này nè. Còn N là điểm này nè. Đó. Rồi đặt cây thước đi qua hai điểm đó. Dạ. Yeah. Rồi ghi vô. Đây là đường thẳng D3 nè. 3x cộng 0y bằng 5 nè. Xong một bài. Vậy là mình vừa biểu diễn xong mình học rồi. Ổn ha, ổn ha. Hơi khó khăn một tí nhưng được ổn ha. Rồi. Các bạn lưu ý nha. Chúng ta nhớ xem lại nha. Thầy có đăng lại đó. À, video livestream ngày hôm nay sẽ được đăng lại vào 19 giờ ngày mai. Các bạn học trò lưu ý nha, 19 giờ ngày mai sẽ có đăng lại ngay. Rồi, được chưa? Rồi, các bạn học trò đang được theo dõi buổi livestream chương trình toán chính dành cho 2K10. Chúng ta lưu ý với thầy nha, đây là buổi livestream chương trình lớp chính dành cho 2K10. Một tuần chúng ta sẽ có 2 ngày học. Đừng quên, một tuần chúng ta sẽ có 1 ngày học. Đó là ngày thứ hai và được live vào lúc 12 giờ trưa và 21 giờ tối. Rồi. Ở đây người ta nói gì? Cho hệ phương trình này có một, cho hệ phương trình 2x bằng -6, 5x cộng 4y bằng 1. Có là hệ phương trình bậc nhất hay ẩn không? Vì sao? Phải. Đúng không? Câu trả lời là phải. Vì sao? Vì cái phương trình phía trên là phương trình bậc nhất hay ẩn. Phương trình phía dưới cũng là phương trình bậc nhất hay ẩn. Nên hệ này được gọi là hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Chúng ta giải thích như thế này. Vì dòng thứ nhất 2x bằng -6 là phương trình bậc nhất hai ẩn. Dòng thứ hai 5x cộng 4y bằng 1
cũng là phương trình bậc nhất hay ẩn. Nên từ đây mình suy được, nên cái hệ này là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Được chưa? Mỗi cái nó thỏ thì cái hệ nó mới thỏ. Có một cái không thỏ là cái hệ này không thỏ ngay. Lưu ý nha. Tiếp tục nữa, cặp trừ 3, 4 có phải là nghiệm của hệ đó không? Vì sao? Bây giờ muốn biết được có phải là hệ đó không thì mình thế cái cặp 3, 4 này vào từng cái phương trình. Thế vô, ta thế x bằng trừ 3 y bằng 4 vào hệ phương trình. Rồi, đầu tiên nè là 2x bằng trừ 6 nè. Mình thế vô nè, x thế bằng trừ 3 đúng nè, 2 nhân trừ 3 nè, y không có nên không thế. Cái này bằng cái này đúng hay sai? Đúng nè, hợp lý chưa? Tiếp tục nữa, thứ hai nè, 5x nè cộng 4y nè bằng 1 nè. Thế vô nè, 5 nè trừ 3 nè cộng 4 nè nhân 4 nè bằng 1 nè. Dành hen, x thế bằng trừ 3, y thế bằng 4, 5 nhân trừ 3 bằng 15, 15 cộng 16 bằng 1, đúng nè. Kết luận nè, vậy trừ 3, 4 là nghiệm của hệ phương trình. Được hen, nếu mà thế vô cả hai cái đều đúng hết thì là nghiệm của hệ phương trình. Có một cái secanan là không đúng. Được chưa? Chỉ cần một cái không đủ là đúng thôi, không được là đúng thôi, là sai. Nhớ nha, cả hai cái cùng thỏ, cả hai cái cùng thỏ cùng một lúc thì nó mới là nghiệm của hệ phương trình. Chúng ta lưu ý nha, chúng ta đang được học chương trình toán chính của chương trình mới sách kết nối tri thức với cuộc sống dành cho 2K10. Và các bạn đang được học live trực tiếp. Và tiết sau, thứ hai tuần sau thì thầy sẽ live sách cánh diều cho các bạn học trò tham khảo. Rồi sau cánh diều rồi thì sẽ tới sách kết nối tri thức với cuộc sống. Được chưa? Rồi, bắt đầu nha. Câu tiếp theo, câu số 1.5. Người ta cho 1, 2, 3, 4, 5 và cái hệ hai phương trình này. Trong các cặp số đã cho, cặp nào là nghiệm của phương trình 1? Rồi, vào đây. Đầu tiên, 2 trừ 1, 5x cộng 4y bằng 8. 2 trừ 1 thế vô thỏa không? Nhìn kỹ, nhắc vào chỗ này nè, 5 nhân trừ 2, 5 nhân trừ 2 cộng 4 nhân 1 có bằng 8 không? 10 nè, trừ 10 nè cộng 4 nè, trừ 10 cộng 4 thì bằng trừ 6. Cái này là sai nè. Vậy cái này không thỏ nè. À, cái này không thỏ. Không, không phải. 02 5 nhân 0 cộng 2 nhân 4 bằng 8 đúng không? Đúng nè, này thỏ nè. Câu A, nghiệm đầu tiên là 02. Tiếp tục nữa, 1 0 thế vô thỏ không? 5 nhân 1 cộng 4 nhân 0 có bằng 8 không? Này cũng sai luôn. Vậy này không thỏ. 1,53, 1,53. 5 nhân 1,5 cộng 3 nhân 4 có bằng 8 không? Xem lại cây. 5 nhân 1,5 cộng 3 nhân 4, chỗ này là 12 rồi. Vậy này cũng không thỏ nè. 4 trừ 3, 5 nhân 4 cộng 4 nhân trừ 3 có bằng 8 không? Này là 20 nè, này bằng trừ 12 nè. 20 trừ 12 bằng 8, này thỏ nè, thỏ. Và 4 trừ 3. Được chưa? Vậy là ở câu A có hai cặp là nghiệm của phương trình thứ nhất
Đó là 02 và 4 trừ 3. Được ha? Được. Tiếp tục, câu B. Cặp số nào là nghiệm của phương trình 1 và phương trình 2? Vậy ở đây mình loại được hai cái ông nghị này rồi, ba cái ông nghị này rồi, mình loại rồi. Mình chỉ cần lấy hai cái này, mình thế vô phương trình thứ hai. Nếu như cái nào thỏa thì nhận. Được chưa? Cái ba cái này nè, ba cái này nè, nó không thỏa phương trình thứ nhất rồi. Nên là ở đây nó chúng ta khỏi cần phải tính nó. Bây giờ ở đây nó nói là cặp nào là nghiệm của hệ thì nó phải thỏa cả hai. Thỏa cả hai mới là nghiệm. Ở đây có ba cái này nó không thỏa cái thứ nhất rồi, nên chắc chắn nó không phải là nghiệm của hệ rồi. Rồi, bây giờ tới câu B ha. Thấy vô. Đầu tiên là 02 trước. Đây. 3x cộng 5y bằng trừ 3. Thế 02 vô nha. 3 nhân 0 cộng 5 nhân 2 bằng trừ 3. Sai, không phải. 10 làm sao bằng trừ 3 được? 4 trừ 3, thấy vô. 3 nhân 4 cộng 5 nhân trừ 3 bằng trừ 3. 12 trừ 15 bằng trừ 3. Đúng. Ghi vô đây là 4 trừ 3. Vậy đáp án câu B là 4 trừ 3. Được chưa? Tiếp tục nữa. Câu C. Vẽ hai đường thẳng này trên cùng một hệ trục có độ để minh họa kết luận ở câu B. Được chưa? Rồi, bây giờ mình vẽ. Thì để vẽ thì chúng ta sẽ có nhiều cách để vẽ. Ở đây thì thông thường thầy làm theo cách này nè, cho các bạn dạy học trò dễ hình dung. Chúng ta sẽ vẽ bằng cách lập bảng giá trị cho nó dễ nhớ ha. Rồi, đầu tiên ở chỗ này, 5x cộng 4y bằng 8. Được chưa? Bước 1 nè. Thầy giữ y lại nè. 4y giữ lại nè, 4y giữ lại nè. 8 trừ 5x là thấy chưa? 8 trừ 5x. Rồi tiếp tục nữa nè, giữ y lại nè. Chuyển 4 qua thành chia nè, 8 chia 4 bằng 2 nè. 2 trừ nè, 5 phần 4 nè, x nè. Rồi tương tự bên đây nè. Bên đây. 3x cộng 5y bằng trừ 3 nè. 5x, 5y thì giữ lại nè. Trừ 3 cộng, trừ 3 chuyển qua đây nè. Trừ 3x nè. Được chưa? 3x chuyển qua thành trừ 3x. Tiếp tục nữa. Y bằng trừ 3 phần 5. Trừ 3 phần 5 x. Mình có thể ghi ngược lại một tí cho dễ nhìn cũng được. Trừ 5 phần 4 x cộng 2. Y bằng trừ 3 phần 5 x trừ 3 phần 5. Đó, có thể ghi như vậy cho đúng cũng được. Rồi, ngay cho đây lập bảng giá trị nè. Bảng giá trị. Ở đây là x nè. Ở đây là ghi cái này xuống đây. Y bằng trừ 5 phần 4 x cộng 2. Mình xem cái nghiệm chung này nha. Cái nghiệm chung nè. Hồi nãy mình ra được cái nghiệm chung là gì? Cái nghiệm chung là 4 trừ 3 đúng không nè. Rồi. X bằng 4 nè. Đây trừ 3 nè. Chúng ta ăn gian ha. Ăn gian. Rồi. Dàm nha. Ở đây x nè. Y nè. Bằng nè. Trừ 3 phần 5 nè. X nè. Trừ 3 phần 5 nè. Giờ đây tí. Chắc chắn nó cũng sẽ có nghiệm 4 trừ 3. Không chạy đâu khỏi. Các bạn lấy 4, các bạn thế vào đây, chắc chắn là sẽ ra bằng trừ 3. Các bạn lấy 4, các bạn thế vào đây, thì chắc chắn cũng sẽ ra bằng trừ 3. Bởi vì cái nghiệm này nè, cái nghiệm này là nghiệm chung của hệ mà đúng không nè. Nghiệm chung của hệ thì thế vô chắc chắn là sẽ thỏa. Mình sẽ ăn gian được cái này trước. Rồi chỗ này, x bằng 0 nè, y bằng 2 nè. Chỗ này thêm nè, x bằng 0 nè, y bằng trừ 3 phần 5 nè. Rồi, dạ. Lưu ý nha. X nè, y nè, góc tọa độ nè, 02 nè, thầy vẽ về là một đơn vị nha.
Các bạn nhớ xem video lại nha các bạn. Thầy có đăng lại đấy. Đầu tiên là thầy vẽ đường thẳng thứ nhất trước nè. Ở đây thầy ký hiệu là đường thẳng số 1 ha. Đường thẳng số 1 nè. Đây là đường thẳng số 2 nè. Đầu tiên x bằng 0, y bằng 2, điểm nằm ngay vị trí này. Điểm này tọa độ là 0, 2. 4 trừ 3, x bằng 4, y bằng trừ 3. 4 trừ 3, 1, 2, 3, 4. Đây là 4 nè. 1, 2, trừ 3 nè. Đây là trừ 3 nè. Rồi. Xác định cái điểm này lên. Rồi, điểm này. Đặt cây thước đi qua hai điểm này. Rồi. Đây là đường thẳng gì? 5x cộng 4y bằng 8. 5x cộng 4y bằng 8. Tiếp tục nữa, đường thẳng thứ hai nè. 0 trừ 5 phần 3 nè, 0 trừ 3 phần 5, 0 trừ 3 phần 5. Trừ 3 phần 5 là chưa tới 1, đúng nè. Chưa tới 1, khoảng đâu đây nè. Đây, 0 trừ 3 phần 5 này ha. Trừ 3 phần 5 nè. Cái điểm này nè, có tọa độ là 0 trừ 3 phần 5 nè. 4 trừ 3 là điểm này nè. Rồi đặt cái thước dễ qua. Rồi, cái đường thẳng này là 3x cộng 5y bằng trừ 3 nè. 3x cộng 5y nè bằng trừ 3 nè. Vậy là thầy vừa hoàn thành xong vẽ hai đường thẳng này trên cùng một hệ trục tọa độ. Được chưa? Các bạn có thể lập bảng giá trị giống như thầy cũng được, hoặc chúng ta lấy hai, chúng ta trình bày từ từ giống như là chúng ta học ở chương trình lớp 8 cũng được. Tùy theo các bạn học rồi thôi. Ha, khi mà chúng ta học á thì chúng ta sẽ có nhiều cách trình bày, chứ không phải chỉ có một cách trình bày. Các bạn học trò lưu ý với thầy nha. Khi chúng ta học là chúng ta sẽ có nhiều cách để trình bày một bài toán, chứ không phải chỉ có một cách duy nhất trình bày một bài toán. Nên các bạn học trò học thầy thì chúng ta lấy cái ý tưởng, hoặc là chúng ta sẽ lấy được cái cách làm bài để chúng ta có thể áp dụng được nhiều hơn. Được chưa? Rồi. Như vậy là buổi livestream chương trình toán chính hè dành cho các bạn học sinh lớp 9 2K10 đến đây là kết thúc. Video livestream tối ngày hôm nay sẽ được đăng lại vào 19 giờ ngày thứ ba và ngày thứ tư trực tiếp trên nền tảng Du tuổi học trò. Chúng ta lưu ý với thầy nha. Trước khi bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay thì bạn nào đang là học sinh lớp 9 2K10, chúng ta có nhu cầu tham gia nhóm học hè riêng trên MET. Chúng ta sẽ có, thầy có mở một cái khóa hè học đặc biệt chương trình toán chính cho các bạn học trò. Lịch học được diễn ra vào ngày thứ ba, thứ năm lúc 18 giờ cho đến 19 giờ 30 và bắt đầu học vào ngày 20 tháng 6. Chúng ta sẽ học tổng cộng 3 tháng. Bạn nào có nhu cầu đăng ký học khóa hè riêng trên nền tảng Google Meet thì chúng ta nhanh tay nhắn tin cho thầy một tin nhắn qua cái số bên Yola như sau: K3N87NKK1S. K là con số 0, N là con số 5, K là con số 9, S là con số 6. Rồi, các bạn chụp màn hình một cái. Được ha. Rồi. Như vậy là buổi livestream chương trình toán chính dành cho 2K10 đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn các bạn học trò đã dành thời gian theo dõi video này.